Ban kìa. Hả? Con chồm. Ừ, sao tự nhiên cậu đá xa dữ vậy hả? Đáng lý cậu phải chặn lại chứ. Hả? Hả? Chó đẹp quá. Nhìn y như chó nghiệp vụ vậy. Peter, nó tên là Percy. Xin chào. Wow, lông của nó đã quá. Ừ, cái đuôi cũng dài nữa. Mình muốn leo lên cưỡi ghê. Hai đứa, đừng đè lên nó như vậy chứ. Hả? Sao vậy? Ôi không. Hả? Sao giận rồi? Ừ. Chuyện gì vậy?